thấy trăng xưa hùng cường, ai thấy trăng này xiềng cùng đang đang nàng hân thù. Ai đắp non sông Trường Tồn, ai kết liên dân tài hùng, xua tan giặc Đông Hán, xua tan giặc xâm lấn. Cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần VNA TV 57.3. Và bây giờ, trước khi vào chương trình, chúng tôi cũng không quên cảm ơn các vị thương gia, thương yêu bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi hết sức ngưỡng mộ ông bà chủ Thanh Hà đã sáng lập ra tiệm bánh xèo Thanh Hà với món bánh xèo ngon hết sức là ngon, ngon tới mức độ báo Orange County của Mỹ đã phải chụp hình lên báo khen ngợi không ngớt lời. Bánh xèo mỏng, giòn và ngon tuyệt vời không những đang nổi tiếng tại vùng Phước Lộc Thọ mà còn đã từng nổi tiếng tại Melbourne, Úc Châu từ nhiều năm trước. Mời quý vị hãy tới để thưởng thức món bánh xèo độc đáo này, đồng thời còn nhiều món khác nữa, có cả món ăn chay. Thanh Hà chủ nhân kính mời xin gọi điện thoại 714-890-5709, địa chỉ 9060 Bosa Avenue, Westminster, California 92683, gốc Bosa và Magnolia. Thuốc bắc dương lên cạnh với trên 20 tiệm tại Hoa Kỳ, chai đa mệnh ớt ngăn ngừa và tiêu các loại độc, giang mai, phong cùi, trị bướu đường ruột và u thịt bao tử, chai Heaven Dragon, mạnh sinh lý, giao hợp bền bỉ, bổ dương thay thế Viagra, sang phang bao thay thế Viagra 100% an toàn và công hiệu không phản ứng phụ, cao máu tiểu đường đều dùng được, cao sơn trà, hạ cholesterol, tan mỡ xuống cân, trị tiểu đường, cao máu. Đặc biệt từ nay cho đến ngày 30 tháng 9, quý khách mua 2 sẽ được tặng 1 cho tất cả các loại thuốc trên. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-800-798-4433. Dương Lê Cảnh trân trọng kính mời. Cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin trở lại chương trình và xin mời bác sĩ Lý Quỳnh Xanh. Bây giờ chỉ cần câu hỏi nào nữa không? Dạ có. Là bây giờ thí dụ như đến cái phòng mà bác sĩ Thu Miên đó, thì bác sĩ mình có thể có quyền dẫn ai đi theo mình hay là bác sĩ chỉ contract in person người đó thôi? Dạ thưa chị, dạ thưa quý vị, câu hỏi này cũng rất là hay. Hồi đó giờ chưa ai hỏi cái câu những câu này. Khi mà chị tới phòng mạch của Lý Quỳnh Xanh đó, thì tới bao nhiêu người cũng được. Nhưng mà khi vô cái phòng mạch mà để trị bệnh đó, thưa quý vị, là chỉ có một người duy nhất thôi, đó là bệnh nhân. Còn thân nhân của bệnh nhân thì ngồi ở ngoài phòng khách để mà chờ đợi. Thì tiện thể ở đây thì Lý Quỳnh Xanh cũng xin giới thiệu với quý vị địa chỉ của phòng mạch của Lý Quỳnh Xanh là 8342 đường Garden Grove, phòng số 6, city là Garden Grove, 98244. Thì khi mà bệnh nhân tới đó, thì cái session đầu tiên đó là thường là 1 tiếng rưỡi, một tiếng rưỡi đồng hồ. Và cái công việc mà ở cái session đầu tiên đó là công việc là coi như để khám bệnh. Và cần rất là nhiều thời gian để nói chuyện với bệnh nhân để mà biết được, hiểu được tất cả những cái bí ẩn sâu xa tâm lý của bệnh nhân. Chứ không phải là giống như là cho thuốc rồi tới đo rồi nghe rồi cái là thử máu xong rồi cho thuốc uống, không phải vậy. Cái người trị bệnh giống như là bác sĩ, giống như tôi ở đây đó, phải lắng nghe, phải hỏi, phải có những cái bài test về tâm lý đó thưa quý vị. Nó có những cái bài test về tâm lý để mình có thể nhìn vô cái bài test để mình biết được bệnh nhân ở cái đoạn nào, giai đoạn nào, sâu hay là có họ có bệnh sâu chưa hay là còn cạn vân vân, để mình biết được là có cái cách trị liệu này nó phải tới cái dùng cái trình độ nào, dùng cái cường độ nào để mà trị về tâm lý. Rất hay. Nhưng mà và hỏi bác sĩ, thí dụ như mình tới rồi mình có được quyền hỏi hay gì hay là tự bác sĩ cứ chữa, cứ biết mà cái người ta đau vậy bác sĩ chữa? Thật ra thì có quyền hỏi hết á. Ngay cả này làm cho tôi nhớ tới một chuyện nó cũng cần nói luôn, cảm ơn chị nha. Là không riêng gì bệnh nhân hỏi tôi mà cha mẹ bệnh nhân cũng có thể hỏi được tôi. Thân nhân, vợ con gì đó, vợ chồng gì của bệnh nhân cũng có quyền hỏi tôi. Mà không hỏi tôi cũng không được, bởi vì tôi sẽ hỏi mấy người đó. Vì thưa quý vị biết tại sao không? Sao mà cái câu của chị hỏi đây nó trùng vô cái đề tài ngày hôm nay tôi nói, là tôi nói về bệnh tâm thần. Thì bất cứ cái chuyện gì xảy ra cho người bệnh nhân không bao giờ là một mình cả. Thì chúng ta sống, chúng ta có cái environment, chúng ta có cái khung
có cái hoàn cảnh mà chúng ta đang sống ở trong đó. Chẳng hạn như cha mẹ gây lộn nhiều quá, chẳng hạn như anh em không hợp nhau, và chẳng hạn như người cha quá khó tánh, người mẹ quá gắt gỏng, tất cả những cái đó đều có ảnh hưởng tới tinh thần của các đứa con ở trong nhà đó. Rồi có nhiều khi cái người bệnh nhân đó đi làm, tại có đi làm cho mới sanh ra bệnh. Thành ra tất cả những cái chuyện đó tôi đều phải tìm cách để tìm hiểu cái lịch sử của cái quá trình của cái bệnh nó bắt đầu từ đâu và bao lâu. Thành ra ai cũng có quyền hỏi, và cha mẹ cũng có quyền hỏi, thân nhân có đó, người bệnh nhân đó cũng có quyền hỏi tôi, và tôi cũng phải hỏi lại họ thôi. Là tôi phải hỏi tôi mới biết. Chẳng hạn như đây là những cái câu hỏi rất là bình thường. Thí dụ như mỗi lần con của anh hay con của chị mà nó học vậy, nó hạng F, thì chị nói cái gì với nó? Anh nói cái gì với cháu nó? Thì có nhiều người nói tôi chửi nó quá trời quá đất luôn, thí dụ vậy. Và chửi không phải là cái tội, nhưng cái vấn đề là cái câu của mình xài. Cái chữ Việt Nam của mình xài cái chữ chửi nó nghe nó nặng nề lắm. Có khi rầy nhưng mình ta dần gọi là chửi. Thì cái chữ chửi của mình nó tổng quát lắm, chứ không phải chửi cần phải xài tới độ 10 rồi mới là chửi, không phải. Nhưng mà có nhiều khi la rầy nó quá, các cộng với nó quá, thì cái người Việt Nam mình gọi chung nó là chửi. Thì tôi hỏi vậy chị chửi chị với chị chửi làm sao, hay là anh chửi làm sao? Thì nó nói tôi hù nó, tôi nói mày cà chớn, tôi lấy cây tao đập mày cái vậy, thì vân vân. Thì tôi đưa những thí dụ ra để cho thấy rằng là tất cả những chuyện đều không phải là có lỗi. Nhưng mà có lỗi hay không là mình nhìn vô cái kết quả của nó. Thí dụ như mình nói cái câu đó 3 năm sau nó kết quả như vậy, như vậy thì cái câu nói đó không nên nói. Mà ví dụ như mình nói cái câu nói đó mà 3 năm sau nó kết quả như thế kia, mà nó làm cho người ta vui vẻ yêu đời, thì cái câu nói đó mình nên nói. Thí dụ như mình nói một câu nói đó mà cho cái người vợ của mình 3 năm sau, 4 năm sau, 5 năm sau nó tìm được nó ly dị mình, thì những câu nói đó không có nên nói. Thành ra bất cứ cái phản ứng nào của tâm lý nó đều ảnh hưởng lên cái cuộc sống của chúng ta. Và nó có nhiều cái nó ảnh hưởng một cách rất là silence, tức là rất là im ả, nhẹ nhàng nó ảnh hưởng mà mình không biết. Rồi cái chuyện nó xảy ra, chuyện nó mọc ra cây, nó nở ra trái, chúng ta không biết rồi từ đâu đi. Đó, thí dụ vậy đó thưa chị Catherine. Thành ra nói tóm lại là ai cũng có quyền hỏi hết á. Bệnh nhân có quyền hỏi và thân nhân cũng có quyền hỏi tôi. Rồi chứ còn câu nào nữa không? Bác sĩ cứ giải thích cho mình nghe rõ là được, phải không? Cũng cố gắng được hai câu. Vậy thưa quý vị, bây giờ tôi trở lại cái chương trình của tôi ngày hôm nay. Tôi muốn nói về bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần là một cái bệnh, nó không phải là chỉ có sớm chiều đâu thưa quý vị. Bệnh tâm thần thường hay bị người ta hiểu lầm là bệnh ma, bệnh quỷ. Chẳng hạn như nghe tiếng nói, nghe có người xúa biểu mình, hoặc là thậm chí tới có người nói chuyện thường xuyên qua lại với mình một cách rất là thường xuyên, cũng như là có một sự đối thoại liên tục. Mà hình như là có lúc nó có giờ nó đối thoại, có lúc nó đối thoại, bất cứ lúc nào nó muốn đối thoại. Thì cái người bệnh nhân đó họ nghe được những cái đó, họ đầu tiên họ sợ hãi, sau họ quen lần đi. Và mình sẽ thấy người bệnh nhân nó cứ nói lảm nhảm, xin lỗi quý vị, cứ nói lảm nhảm. Thì lảm nhảm tức là trả lời, hình như nó đang nói chuyện với ai đó, nó trả lời qua lại no no yes yes, tao không thích vậy, vân vân. Thì mình cho đó là người đó là bị ma nhập. Nhưng mà không phải. Tại vì thưa quý vị, mỗi một cõi, phương cõi bên kia là cõi âm, mỗi một cõi nó có cái luật riêng của nó. Chúng ta ở cõi dương không dễ dàng gì chúng ta qua được cõi âm, thì ngược lại người ở cõi âm người ta cũng không dễ dàng gì mà người ta đi qua cõi dương được. Chúng ta ở cõi dương cũng không dễ dàng gì chúng ta có thể khên thác được với người ở cõi âm, thì ngược lại người ở cõi âm cũng không có dễ dàng gì khên thác được với chúng ta. Thành ra cái chuyện mà nhập xác, một cái linh hồn mà nhập vô trong một cái xác rồi điều khiển cái xác đó, rồi nói chuyện với cái xác đó, hay là hành cái xác đó, tất cả những chuyện đó đều nằm ở trên phim ảnh. Đều nằm ở trên phim ảnh. Quý vị có thể nói với tôi rằng quý vị có những cái chứng minh này kia nọ, quá tốt. Và nếu quý vị có thì quý vị cứ trình bày. Quý vị có thể đem tới những cái ông bác sĩ về
tâm lý về ở những cái vị trí, những người mà có bằng cấp cao chẳng như là PhD thì nói quý vị cứ hỏi thôi đi, hay là quý vị trình bày đem những cái case sẽ đưa tới các nhà bác học khoa học về tâm lý đi, thì quý vị sẽ thấy người ta nghiên cứu như thế nào. Thành ra chúng ta đó thường đó là thấy rồi chúng ta lấy cái poor judgment, tức là những cái căn bản kiến thức của chúng ta có trong quá khứ nha, mà theo kiểu bình dân để chúng ta luận đoán những cái chuyện mà nó có nhiều khi nó ngoài sức của chúng ta, để chúng ta tưởng là chúng ta đã đoán đúng. Cái hay nhất là quý vị nếu có những cái case như vậy, quý vị thấy có những cái ông cái bà nào mà thật sự ma nhập, mà chỉ bị cho nghĩ là ma nhập, cứ dẫn mấy cái người đó tới các nhà khoa học tâm lý dạ ở UCLA hay là ở những cái chỗ nổi tiếng, hay là trình bày với cái case với họ, họ sẽ có người tới nhà để làm việc để rồi coi họ nói cái gì. Yeah. Cho tới giờ phút này chưa có cái case nào mà các nhà khoa học tâm lý thừa nhận đó là ma nhập cả, thưa quý vị. Thành ra tất cả mọi vấn đề đều do nơi cái tâm lý mà ra. Thậm chí tới có nhiều cái case bị bệnh tâm thần mà chúng tôi chữa được và làm giảm được cái sức hại của nó. Cho nên tất cả mọi thứ về liên quan tới tâm thần có thể nói rằng cũng đều là khoa học cả, chẳng qua là chúng ta chưa khám phá được và chưa khám phá hết được, cho nên chúng ta thấy chúng ta còn bị bối rối, còn bị khó khăn. Nhưng mà khi trong tương lai không bao lâu nữa thì quý vị sẽ thấy rằng là con người chúng ta càng ngày càng giống như là gần với Thượng Đế, tức là chúng ta có thể sửa được, trị được những cái bệnh mà từ xưa chúng ta cho là nan y, đặc biệt là những cái loại bệnh về não bộ. Nói thêm về bệnh tâm thần nữa thì nói như vậy. Kính thưa quý vị, ở trong cái gia đình có khi người cha, người mẹ cũng bị tâm thần nhẹ nhẹ mà không hay. Rồi người cha, người mẹ đó nuôi một đàn con. Cái bệnh tâm thần á, kính thưa quý vị, nó rất là contagious. Nó hay lây. Chào thưa bác sĩ, tới giờ quảng cáo. Đã tới giờ quảng cáo, xin quý vị tiếp tục giữ băng tần VNA TV 57.3. Chúng tôi sẽ trở lại trong chốc lát.